Bây giờ hai chị em phải chia câu đấy ạ. Bây giờ là feel nhá. Hết khung chương trình chính rồi. Bây giờ mình sẽ feel đi. Yeah. Một tràng pháo tay cho ban nhạc được không ạ? Một tràng pháo tay nữa cho tất cả chúng ta được không ạ? Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ? Đảo nước khơi xa, không thể thiếu những cánh buồm. Áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Rộn ràng để mãi có thể một ngày mai.